Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm nay, anh Bùi Huy Tài ở xóm Trường, xã Nhân Mỹ của huyện Tân Lạc đã cắm biển thông báo về việc nấu cháo miễn phí cho trẻ em trên địa bàn của xã. Việc làm này xuất phát từ lòng yêu trẻ của anh và đã góp phần lan tỏa tinh thần vì cộng đồng trong xã hội. Tôi rất là thương trẻ con, thấy trẻ con cũng đều nghĩ như là con của mình ấy. Thì cái lương tâm là chỉ muốn làm cho các em nó ăn buổi sáng đi học là khỏe. Hơn một năm nay, sáng nào cũng vậy, khi gà chưa cất tiếng gáy, anh Tài đã lọ mọ nhóm bếp, ninh xương, băm thịt, nấu những nồi cháo nóng hổi, sẵn sàng phục vụ các cháu miễn phí. Có những hôm mình nấu một nồi cháo ra thì cũng không ai ăn đâu. Thì cũng bỏ không bỏ phí đi. Nhiều lần như thế thì những người thân của mình thấy xót. Thì cũng một cái nồi cháo nó cũng khá vất vả, nhiều công mà nhiều tiền. Nhưng mà sau đó mình cứ nghĩ là hôm nay họ không ăn, ngày mai họ sẽ ăn. Rồi họ ăn được rồi thì họ sẽ biết rằng là cái nồi cháo nó ngon đến mức độ nào, nó đảm bảo như thế nào ấy, thì là về sau nó cũng thành cái quen. Là một ngày thì nó rơi vào độ khoảng 30-40 trẻ. Đấy là tính trung bình. Có thể có ngày hơn và có ngày nó bớt hơn. Với cũng có những em còn bé chưa đi học ạ, thì cũng có thể lấy cháo về nhà để ăn. Với mong muốn nồi cháo của mình được nhiều gia đình và trẻ nhỏ biết tới, từ tháng 9 năm 2020, ngoài sự biển thông báo, anh còn đăng công khai thông báo lên trang Facebook cá nhân của mình. Sau hơn một năm duy trì, nồi cháo anh Tài đã phục vụ miễn phí cho hàng nghìn lượt em nhỏ. Mỗi ngày, anh nấu trên dưới 3kg gạo cháo, phục vụ các cháu. Ngoài phục vụ miễn phí tại quán, anh tạo điều kiện cho các gia đình đến lấy mang về để các cháu có được bữa ăn sáng đảm bảo. Ông Bùi Văn Phiên và đứa cháu 6 tuổi là một trong những người thường xuyên ghé qua nồi cháo anh Tài Ba Toa vào mỗi buổi sáng trước khi đến trường. Mấy năm nay, bố mẹ của cháu nhỏ đi làm ăn xa để hai con cho ông bà chăm sóc. Vì tuổi cao sức yếu nên việc lo bữa sáng cho hai cháu nhỏ với ông bà quá vất vả. Nhưng nhờ nồi cháo miễn phí của anh Tài mà cháu của ông có đủ dinh dưỡng để đến trường. Nhất là anh Tài thì bao nhiêu công việc mà con phải dậy sớm để phục vụ cho các cháu ăn còn đi học. Ăn cháo ở đây rất là ngon. Hàng ngày, những bát cháo ân tình được trao đi, nhận lại là nụ cười, sự no nê của những đứa trẻ ngây thơ, làm ấm lòng biết bao gia đình tại vùng quê còn nghèo khó này. Đây cũng chính là động lực để anh Tài tiếp tục cố gắng phục vụ tốt hơn và nhiều hơn bữa sáng cho trẻ nhỏ quê nhà. Không chỉ dừng lại nồi cháo thịt băm và cháo xương, anh còn liên tục đổi món cho các cháu hợp khẩu vị. Khi mà nó cuốn hút được các cháu nó và những người phụ huynh hiểu được á, thì mình sẽ đổi món cho các cháu ăn, chứ không phải nguyên nấu cháo. Thì mình có thể mỗi một ngày thì mình sẽ mua rau cải về mình dưa, rồi là rang với thịt bò, độn với cơm nguội. Cơm tức là cơm mình nấu từ đêm, thì sáng ra để nó nguội thì mình rang nó sẽ ngon hơn. Đấy, thì mình sẽ thay đổi món ăn cho các cháu là như thế. Chỉ với một nồi cháo nhỏ, nhưng việc làm thiện nguyện của anh đã góp phần ươm tài những mầm xanh. Chung sức cùng với địa phương, gia đình, nhà trường, nâng cao thể trạng cho trẻ ở giai đoạn quan trọng để các con được phát triển một cách toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Đồng thời lan tỏa, thúc đẩy những việc làm tốt vì cộng đồng. Nhà trường cũng đã biết đến cái chương trình nồi cháo miễn phí dành cho trẻ mầm non và tiểu học đối với gia đình của anh Tài. Và nhà trường cũng đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để đưa con em mình đến ăn cháo miễn phí tại quán của gia đình anh Tài. Và chúng tôi cũng thấy được rằng đây là một hoạt động rất là ý nghĩa, bởi vì bữa sáng chính là một bữa ăn rất là quan trọng đối với con người, đặc biệt là đối với trẻ mầm non. Và cái nồi cháo của gia đình anh Tài này cũng rất là đảm bảo về mặt dinh dưỡng. Đây cũng là một giải pháp để góp phần nâng cao thể trạng đối với các con tại trường mầm non. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cái việc làm này sẽ được lan tỏa để sẽ có ngày càng có nhiều hơn nữa những cái hoạt động ý nghĩa như thế này ạ. Chúng tôi thấy cái hành động của anh Tài ấy, thì với cái chương trình đó, chúng tôi thấy là nó tạo được cái sức lan tỏa về cái hành động nhân văn ở tại địa bàn của xã Nhân Mỹ. Và với cái hành động đó thì là rất là nhiều trẻ em là đến sáng sáng đến trường để sẽ được ấm bụng hơn và đảm bảo dinh dưỡng hơn.
Mặc dù là cái giá trị của mỗi bữa sáng nó không to tát gì, nhưng mà nhiều bữa sáng trong một thời gian như thế là tôi nghĩ là nó cũng mang lại cái giá trị rất là lớn đối với những em học sinh nhỏ mà có hoàn cảnh khó khăn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với tâm niệm biến sự vất vả thành niềm vui, biến sự phục vụ thành hạnh phúc, anh Bùi Huy Tài tiếp tục mong muốn nồi cháo của mình sẽ được nhiều người biết tới và sẽ phục vụ ngày càng nhiều hơn các trẻ em ở trên địa bàn. Việc làm này tuy rất giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Anh thực sự là một tấm gương sáng, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.